Ở đây cái cây lớn thì nó như vậy. Nói chung là cái cây này em thì cũng cũng không ý định bán, nhưng mà nhiều khi là cứ cuối tháng cứ kẹt tiền thì vợ cứ kêu bán thì lại không ship được. Nói chung là thôi cứ giữ lại đi để cây con đầy ra ấy mà. Cho nên là thôi không cần bán cây to là để lại làm cảnh. Anh em nó đến vườn chụp nhiều lắm. Cây này nói chung là không phải là to nhất hay to nhì gì đâu, nhưng mà đại loại là mình cảm thấy nó thích ưng ý với cái size của nó, size khá là khủng. Cây kia hôm trước làm sao làm bụng nghiêng quá rồi. Bên cạnh đây em có một cây nữa, dây trắng nữa. Cái dây trắng này thì size lá được 70 thôi, 70, 75 gì đó. Cây này thì va chất cho nên nó yếu, va chất hơn. Cái đốm này là em xịt cái nano đồng này, nano đồng xong rồi bắt đầu nó bị nó giải những cái độc ở trong thân ra, bắt đầu là nó đốm lên. Cây này thì lá nó cũng ra liên tục luôn, đã thuần rồi, gốc nó cũng hoa gỗ nhiều rồi. Cây này nó cao khoảng 1m2, 1m4 gì đấy, nó tầm 1m4 đấy, ngang ngang cái cổ em, 1m4, sai lá tầm 70, 75. Đáng lẽ là nó không có dính cái đợt bệnh đó thì nó cũng lớn hơn nữa, mà em xịt thuốc bây giờ nó đứng lại mất 1 tháng nó bị như vậy này đó, nó cứ đứng lại nó đốm. Những cái lá mới ra thì nó không bị nữa, cây nó khỏe. Cái lá này là cũ là bị hết này. Đấy. Cái này thì cái gốc này thì thực ra nó rất là già rồi, mà em không hiểu sao nó không thấy lên lên cây con, trồng khá lâu rồi, chắc là mua phải cây được rồi. Ở đây có một cây con cây lá trắng nhỏ nhỏ nữa này. Cây này thì cũng cùng lô mấy cây lớn lớn kia mà nó bị ẻ ọt, nó cứ lâu lâu lại ra cái lá va trắng như kìa, là thấy là nó không phát được, nó cứ chậm chậm xong rồi cái lá nó héo đi. Đấy, ở trong này còn một cây tỷ phú va nữa. Cây này là cây gốc mẹ này, em cắt còn cây gốc em trồng tiếp đây, tính làm tác phẩm leo cao luôn, nó đẹp. Cây này thì cây này cũng giấy va trắng này. Thế bên cái cây cây đây đây như vậy này, đó cây lớn này, cây này chung chung này, cây này cây sai sinh sản rồi này, cây này thì em bán cho khách rồi, cây này em bán cho khách rồi, mà khách khách nói là khách không không có chăm được, khách không chăm được, không biết cách chăm, nó dễ bị chết đó. Thì em để em chăm hộ luôn, khi nào to thì cái cây kia thì mới lấy về. Đang có một con này, nhưng mà đang lá thứ ba là phun va lá thứ ba rồi, thì không biết có sống nổi không. Thường thường nó phun ba mấy lá liên tục là nó chết. Đó, cái cây này cây của khách. Ở đây có một ít white chip mớt nữa. Em cứ có củ em cứ quăng đại ra nó cũng tự lên. Đó. Thì cơ bản là cái vườn của em nó em trồng ở đây thì có cái mảng nhỏ nhỏ thôi, nó khoảng tầm dài khoảng 6 7 mét với ngang 1m2. Trồng một ít thôi. Em tính để thêm một cái mảng nữa ở cái đằng bên này nữa, để nguyên một cái luống để em trồng, em hạ em làm giống mấy một số loại nữa. Thì anh em thấy hay thì cho em lượt like với chia sẻ kênh giùm em ấy. Rồi, chào anh em. Hẹn anh em cái clip sau nhé.